Chào mừng tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có một số hình ảnh. Cô mời các con cùng với cô quan sát nhé. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè năm châu, đặc biệt là các chuyên gia Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta xây dựng nên những công trình lớn như cầu Thăng Long, nhà máy thủy điện Hòa Bình hay cầu Mỹ Thuận. Bài tập đọc hôm nay sẽ cho các con thấy được tình cảm hữu nghị giữa nhân dân ta với các chuyên gia Liên Xô qua bài đọc Một chuyên gia máy xúc ở sách giáo khoa tiếng Việt năm tập 1 trang 45-46. Bây giờ các con sẽ lắng nghe cô đọc bài. Một chuyên gia máy xúc. Đó là một buổi sáng đầu xuân, trời đẹp, gió nhẹ và hơi lạnh. Ánh nắng ban mai nhạt loãng trải trên vùng đất đỏ công trường tạo nên một hòa sắc êm dịu. Chiếc máy xúc của tôi hối hả điểm tâm những gầu chắc và đầy. Chợt lúc quay ra, qua khung cửa kính buồng máy, tôi nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ẩn lên như một mảng nắng. Tôi đã từng gặp nhiều người ngoại quốc đến tham quan công trường, nhưng người ngoại quốc này có một vẻ gì nổi bật lên, khác hẳn các khách tham quan khác. Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khỏe, khuôn mặt to chất phác, tất cả gợi lên ngay từ phút đầu những nét giản dị, thân mật. Đoàn xe tải lần lượt ra khỏi công trường. Tôi cho máy xúc phun đất xong đâu vào đấy, hạ tay gầu rồi nhảy ra khỏi buồng lái. Anh phiên dịch giới thiệu: đồng chí Alexei, chuyên gia máy xúc. Alexei nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và xanh, mỉm cười hỏi: đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi? Tính đến nay là năm thứ 11, tôi đáp. Thế là Alexei đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi, lắc mạnh và nói: chúng mình là bạn đồng nghiệp đấy, đồng chí Thủy ạ. Cuộc tiếp xúc thân mật ấy đã mở đầu cho tình bạn thấm thiết giữa tôi và Alexei, theo Hồng Thủy. Ở bài này, cô sẽ giúp các con chia bài làm 4 đoạn. Đoạn 1, từ đầu đến hòa sắc êm dịu. Đoạn 2, chiếc máy xúc cho đến giản dị thân mật. Đoạn 3, từ đoàn xe đến chuyên gia máy xúc. Và đoạn 4 là đoạn còn lại. Để các con có thể đọc đúng, đọc trôi chảy bài một chuyên gia máy xúc này, thì chúng ta cần phải đọc đúng một số từ khó có trong bài. Nào, bây giờ các con cùng với cô luyện đọc nhé. Alexei, Alexei, nhạt loãng, nhạt loãng, buồng máy, buồng máy. Ngoài luyện đọc đúng các từ, trong bài cô thấy có câu dài mà chúng ta cần phải ngắt nghỉ hơi cho phù hợp. Các con hãy đọc lại thật to câu này cùng cô và nhớ ngắt nghỉ hơi ở những chỗ mà cô đã đánh dấu nhé. Thế là Alexei đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra, nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi, lắc mạnh và nói: bây giờ các con hãy bấm dừng video để luyện đọc lại cho đúng các con nhé. Để giúp các con dễ dàng hiểu nội dung bài đọc, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần chú thích. Các con có thể theo dõi trên màn hình cũng như phần chú thích trong sách giáo khoa trang 46. Đầu tiên là từ công trường, là nơi tập trung đông người, dụng cụ, máy móc để thực hiện việc xây dựng hoặc khai thác. Chúng ta có thể thấy được đây là hình ảnh của một công trường xây dựng. Tiếp theo, hòa sắc là sự phối hợp màu sắc. Điểm tâm là ăn lót dạ. Chất phác
là thật thà, mộc mạc. Phiên dịch là dịch từ ngôn ngữ dân tộc này sang ngôn ngữ dân tộc khác. Chuyên gia ở đây là cán bộ kỹ thuật nước ngoài sang giúp nước ta. Đồng nghiệp là những người làm cùng một nghề. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần chú thích để giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Để các con hiểu thêm về nội dung bài Một chuyên gia máy xúc, thì chúng ta hãy cùng nhau bước sang phần tìm hiểu bài. Các con lưu ý, ở mỗi câu hỏi cô đưa ra, các con hãy tạm bấm dừng video để suy nghĩ câu trả lời của mình nhé. Nào, cô trò chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ nhất. Câu 1. Anh Thủy gặp anh Alexei ở đâu? Để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc thầm lại đoạn 1 và suy nghĩ câu trả lời. À, như vậy thì anh Thủy đã gặp anh Alexei ở công trường xây dựng vào buổi sáng đẹp trời. Tiếp theo, chúng ta cùng qua câu hỏi thứ 2. Dáng vẻ của Alexei có gì đặc biệt khiến anh Thủy chú ý? Và để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc thầm đoạn 2 và suy nghĩ câu trả lời nhé. Bây giờ, cô mời các con cùng xem đáp án nhé. Anh Alexei có vóc người cao lớn, mái tóc vàng óng ẩn lên như một mảng nắng, thân hình chắc và khỏe trong bộ quần áo xanh công nhân, khuôn mặt to, chất phác. Chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi thứ 3. Câu 3. Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào? Và cũng để trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc thầm lại đoạn 3 và đoạn 4. Bây giờ, cô mời các con cùng xem đáp án nhé. Anh Alexei nhìn anh Thủy bằng đôi mắt sâu và xanh, mỉm cười và hỏi rất thân tình. Đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi? Cử chỉ thể hiện sự yêu mến, tình hữu nghị. Alexei đưa tay ra nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của anh Thủy và nói: Chúng mình là đồng nghiệp đấy, đồng chí Thủy ạ. Như vậy thì chúng ta thấy cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp rất cởi mở, thân mật. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thiện cảm, họ nắm tay nhau bằng bàn tay đầy dầu mỡ. Vậy thì chi tiết nào trong bài làm cho các con nhớ nhất và vì sao? Đó cũng chính là câu hỏi số 4 trong bài. Để trả lời được câu hỏi này, cô sẽ cung cấp cho các con một số gợi ý như sau. Chi tiết tả anh Alexei khi xuất hiện ở công trường chân thật. Anh Alexei được miêu tả đầy thiện cảm. Hay chi tiết tả cuộc gặp gỡ giữa anh Thủy và anh Alexei. Họ rất hiểu nhau về công việc, họ nói chuyện rất cởi mở và thân mật. Vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong bài tập đọc. Vậy qua bài đọc này thì các con hãy cho cô biết bài đọc đã ca ngợi tình cảm gì giữa các dân tộc. Để trả lời được câu hỏi này, các con có thể bấm dừng video và suy nghĩ đáp án. À, qua bài đọc này, chúng ta thấy được tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện được tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Đây cũng chính là nội dung chính của bài. Sau khi các con đã tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này rồi, thì chúng ta sẽ bước sang hoạt động tiếp theo là hoạt động luyện đọc diễn cảm. Để giúp các con có thể đọc hay được bài tập đọc này thì các con cần lưu ý cho cô về giọng đọc toàn bài
với giọng đọc nhẹ nhàng, đầm thắm, thể hiện cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện. Và chúng ta lưu ý sẽ đọc đúng giọng của từng nhân vật. Ở bài này thì cô sẽ chọn cho các con đoạn luyện đọc diễn cảm ở đoạn 4. Trong đoạn văn này, các con cần ngắt nghỉ ở các đoạn mà cô đã đánh dấu, cũng như là phần nhấn giọng ở những từ mà cô đã tô đỏ. Bây giờ các con cùng lắng nghe cô đọc nhé. Alexei nhìn tôi bằng đôi mắt sâu và xanh, mỉm cười hỏi: đồng chí lái máy xúc bao nhiêu năm rồi? Tính đến nay là năm thứ 11, tôi đáp. Thế là Alexei đưa bàn tay vừa to vừa chắc ra nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của tôi, lắc mạnh và nói: chúng mình là bạn đồng nghiệp đấy, đồng chí Thủy ạ. Cuộc tiếp xúc thân mật ấy đã mở đầu cho tình bạn thấm thiết giữa tôi và Alexei. Như vậy, các con vừa lắng nghe cô đọc xong, sau tiết học này, các con hãy luyện đọc thật nhiều lần. Và để đọc thật diễn cảm, thật trôi chảy, thì các con nhớ thực hiện theo những gì mà cô đã hướng dẫn nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe và cô chào tạm biệt các con nhé.